Tinovista TV giới thiệu bộ phim Đầu bếp tôm đại đường. Hoan nghênh các vị đã tới đây tham dự cuộc thi nấu ăn của chúng tôi. Hai đội thi của chúng ta hôm nay gồm đội 1 là từ lầu lớn nhất trường An Minh Nguyệt Lầu. Quán rất nổi tiếng. Ai cũng nói trình độ đầu bếp ở đây sánh ngang với thượng thực bộ. Đội còn lại là quán Đồng Phúc ở huyện Hoài Chân chúng ta. Chắc mọi người ít nhiều cũng đã từng ăn xiên chiên, bánh bao, quẩy của nhà họ rồi đúng không? Chủ đề của cuộc thi hôm nay chính là những thứ các vị đang nhìn thấy. Một là nước canh, hai là rau. Không biết là khi bị giới hạn về nguyên liệu như vậy, hai đầu bếp của chúng ta sẽ làm ra món ăn nào? Ta tuyên bố bây giờ cuộc thi chính thức bắt đầu. Cuộc thi nấu ăn. Cuộc thi chính thức bắt đầu, đầu bếp của Minh Nguyệt Lầu rất nhanh đã bắt tay ngay vào nấu ăn. Ông chủ tôm không thấy ông ta nấu ăn mà đứng ở đó chơi và quan sát đội bạn. Canh của ông ấy đã nấu xong rồi, những bước tiếp theo sẽ đơn giản hơn nhiều. Ta thấy đầu bếp bên cạnh đã bắt đầu nấu rất lâu rồi. Sao ông tôm cứ đứng đó nhìn mà chả nấu gì hết? Sợ là ông tôm lần này thua đậm rồi. Không phải đâu, tôm ca ca hôm qua đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu rồi. Huynh ấy hầm canh cả buổi tối, sáng nay mang tới đây, còn với tỷ tỷ còn chưa cả ăn cơm ngay cả đồ ăn để Lộ Lộ đi học. Cũng là tôm ca ca đã chuẩn bị từ tối qua rồi, huynh ấy không bị thua đậm đâu. Hôm qua con đi thượng thực bộ tìm hiểu rồi. Điểm mấu chốt của canh rau nằm ở nước canh. Tôm ca ca đã nấu xong canh rồi, rau thì cũng chuẩn bị xong một nửa rồi. Bây giờ mà nấu xong thì lại phải đợi tới giờ chấm điểm. Tới lúc đó đồ ăn nguội hết rồi cũng bớt ngon đi ấy. Sao mà làm như thế được cơ chứ? Thì ra là như thế, hóa ra là do ta không hiểu rõ. Sao ấy nhỉ? Ông chủ quán Đồng Phúc còn chưa bắt đầu nấu nữa. Đầu bếp Minh Nguyệt Lầu đã bắt đầu nấu nước canh rồi. Không phải là tự nhận thua rồi chứ? Chắc không đâu, bên đó làm ầm ĩ lên như thế. Nếu mà nhận thua thì có phải là mất mặt lắm sao? Lịt mẹ nó, nếu mà nó tự nhận thua thì không phải là đang trêu đùa chúng ta à? Đường xa xa xôi chạy tới đây, để nhìn nó nhận thua sao? Hắn mà dám nhận thua ta sẽ chặt một cánh tay của hắn. Bất Lương Nhân đang đứng ở kia trông chừng kìa. Bất Lương Nhân thì làm sao? Huynh nghĩ ta sợ bọn họ à? Ta nghe nói Minh Nguyệt Lầu thi đấu với quán ăn Đồng Phúc, hình như là vì muốn có được bí kíp nấu ăn của ông chủ tôm. Các người nói xem đây có phải là Minh Nguyệt Lầu ý thế ức hiếp người không? Hay tên kia, ngươi lề mề thấy đồ ăn đã làm xong chưa? Đương nhiên là xong rồi. Món ăn tham gia thi được nấu cả buổi sáng hôm nay. Cuối cùng hai đội đã nấu xong món ăn của mình. Tiếp theo là lúc các giám khảo chấm điểm món ăn. Có lẽ ở đây có vài người giám khảo các người không biết là ai. Nhưng đoàn quán con trai của Phạm Quốc Công biệt danh Đoàn Tiểu Lang Quân, ta nghĩ đa số các người ở đây đều đã nghe nói tới. Ông ấy là nhà ẩm thực của đại đường ta, đã ăn qua hết các món sơn hào hải vị, cho nên có ông ta ở đây là đủ để chứng minh năng lực và tính công bằng của giám khảo trong cuộc thi này. Đây là món canh rau đầy tinh hoa mà ta nấu, canh cừu cỏ ba tư. Mùi vị của cỏ ba tư rất đậm đà nhưng không hiểu tại sao đầu lưỡi toàn có vị của nước canh dê thôi. Giống như có một đàn dê hùng mạnh đầy ý chí đang tiến lên trong cuồn cuộn bụi trần. Ông chủ ông làm món ăn gì? Một cây cải thảo được dựng đứng lên, vòng bên ngoài chỉ còn lại cọng của cây cải thảo, ngay cả lá cũng không có. Mời các vị dùng thử. Một ngụm canh nhỏ cũng tràn đầy sức sống, vị mềm và rất tươi, không hề có chút sơ của rau. Nước canh đậm đà, nước súp trào ra trong miệng khi ăn. Cả đời này ta chưa từng uống qua một loại canh nào ngon thế này. Xin mời mọi người đưa ra bình chọn món ăn ngon nhất. Tất cả giám khảo đều chọn ông chủ tôm. Ta thua rồi, ta nấu món sở trường của ta mà lại bị thua rồi. Mà còn thua kiểu bị ép như này nữa chứ, làm sao có thể như thế được. Ông ăn thử đi, ông ăn thử thì sẽ biết tại sao lại thua. Cái gì đây? Ngon quá đi mất thôi, ta thua rồi. Món ăn này ông đã nấu như thế nào vậy? Quán ta ở ngay cuối đường kia, khách quan nếu có hứng thú thì hãy tới quán ta ăn. Chỉ có điều giá của quán ta không rẻ đâu, xin các vị chuẩn bị đủ tiền nhé. Ông chủ, chúc mừng ông nha. Mấy vị khách quan hôm nay sao đến sớm thế? Hôm nay là ngày nghỉ nên chúng ta tới sớm nghe con gái ta nói đồ ăn sáng quán ông rất ngon. Tiếc là chưa được ăn, có điều được xem cuộc thi sáng nay cũng không tệ. Ngày nghỉ, tính từ lần trước khách quan tới đây cũng được hơn 2 tháng rồi nhỉ? Sao trước đây chưa từng thấy ông nghỉ ngày nào? Lẽ nào 2 tháng các ông mới được nghỉ một lần à? Đương nhiên. Đương nhiên không phải, chỉ là trước đây không có ngày nghỉ. Gần đây có chính sách mới, chúng ta làm việc cứ 10 ngày thì có một ngày nghỉ. Sau này ta sẽ tới đây thường xuyên hơn. Thì ra là như thế. Như thế thì tốt quá. Các ông muốn ăn món gì? Ta đi nấu cho các ông. Ta nghe con gái nói, món ăn vừa nãy ông chủ làm trong cuộc thi rất tươi ngon. Chúng ta muốn ăn món đó. Món ăn đó các ông không đủ tiền ăn đâu. Thế à? Món ăn đấy đắt thế à? Sao ông chủ biết chúng ta không có đủ tiền ăn? Món ăn đó 30 quan tiền một suất. Các ông chỉ là tướng quân thôi, bổng lộc một năm được bao nhiêu tiền đâu. Dành tiền nửa năm ra để ăn món này không phù hợp chút nào. Ông chủ, không phải chứ? Sao món ăn đó lại đắt đến mức này được? Chỉ mỗi việc nấu ra nồi canh như thế, ta đã phải dùng những nguyên liệu tinh hoa đắt đỏ, đắt bằng một nửa gia tài của ta rồi đó. Vậy xin hỏi ông chủ, món ăn đó tên là gì? Ông có ăn được đâu, hỏi tên món ăn làm cái gì? Thôi được rồi, đợi ta nghĩ ra được cách giảm bớt chi phí thì ta sẽ bán ra cho mọi người ăn. Bây giờ các ông chịu khó ăn các món khác đi. Vậy được, phiền ông chủ lên cho chúng ta một lượt tất cả các món ăn đi. Ta đặt trước đĩa mặn rang hồng để tối mai tới đây ăn nữa nhé. Lên một lượt luôn, Lý Thế Dân đúng là hào phóng.
Thôi được rồi, thua thì cũng thua rồi, không giỏi bằng người ta thì chịu thôi, cũng không cần phải ủ rũ như thế chứ. Trường quay, hôm nay khách ở quán chúng ta rất vắng, quán ta sống dựa vào mấy vị khách đó sao? Vẫn là trường quay anh Minh, chúng ta đều sống dựa vào bán suất VIP thôi. Minh Nguyệt lầu nhà ta mặc dù bị lợi dụng làm bước đệm cho quán Đồng Phúc nhưng không hề ảnh hưởng tới việc kinh doanh. Đừng quên đồ ăn ở quán Đồng Phúc có ngon tới mức nào thì cũng chỉ là một quán ăn nhỏ, ở đó không mở được yến tiệc. Nhưng yến tiệc lớn vẫn cứ phải làm ở Minh Nguyệt lầu chúng ta. Thúc thúc cháu không làm nữa. Chỉ là thua thôi mà, có đến mức phải nghỉ việc không? Sau này cháu học hỏi thêm, rồi đòi lại thể diện là được chứ gì. Thúc thúc yên tâm, nhiều nhất là 10 năm sau 10 năm cháu quay lại. Cháu phải đi quán ăn Đồng Phúc để học đây tay nghề của ông chủ ở đó. À không, của sư phụ con quá đỉnh. Thúc để con tự học cả đời con cũng không nấu được vị ngon như thế. Thúc đợi con học được phương pháp của sư phụ con sẽ quay trở về. Con quay lại cho ta. Thúc thúc không cần khuyên con đã quyết định rồi, dù thúc có tìm mẹ con tới con nhất định phải đi bái sư. Đồ ngốc, ta không định ngăn cản con, nhưng bây giờ đến giờ cấm rồi. Con muốn bị nhốt vào huyện nha hay sao? Thúc thúc không ngăn cản con sao? Sao ta phải ngăn con? Con muốn đi học kỹ năng cao hơn thì cứ đi là được rồi. Thúc thúc với con là người nhà với nhau, đương nhiên phải ủng hộ con. Đợi khi con học thành tài trở về, ta chắc chắn vẫn dành một chỗ cho con. Thúc thúc người thật tốt. Đợi con học xong quay về chúng ta lại lập lên huy hoàng. Hôm nay quán ta ra 3 món ăn mới. Một là món ăn vặt giống như xiên chiên, 2 món còn lại là món ăn mới. Là món ăn hôm qua Tôm ca ca thi đấu phải không? Tiền vốn của món đó đắt quá, ta chưa giảm giá chi phí được, là món ăn mới khác cơ. Một món là du bạo nhục, một món là hỏa diệm sơn. Vậy trưa nay lên cho muội một đĩa du bạo nhục và một đĩa hỏa diệm sơn tất cả bao nhiêu tiền? Giá của du bạo nhục giống với thúy tiêu nhục, đều có giá 60 đồng. Còn hỏa diệm sơn thì đắt hơn một chút, 150 đồng. Hỏa diệm sơn có cần đặt trước không? Cái này thì không cần, món này nguyên liệu hơi đắt một chút, nhưng không cần tốn nhiều công sức như mãn giang hồng. Sư phụ xin nhận của đệ tử một lạy. Có chuyện gì vậy? Sao ngươi vừa vào đấy đã dập đầu? Sư phụ con đến xin thầy nhận con làm đồ đệ. Không phải là đầu bếp của Minh Nguyệt lầu sao? Sư nương thật tình mắt không sai, tôi chính là đầu bếp của Minh Nguyệt lầu. Ngươi tới đây bái sư trưởng quầy nhà ngươi có đồng ý không? Ông ấy đồng ý rồi. Có điều thật tiếc là ta không đồng ý. Xin mời ngươi về cho. Hiện giờ ta không có muốn nhận đệ tử. Sư phụ con hiểu. Ngươi sợ tam thúc sai con đến học trộm bí kíp phải không? Ngươi yên tâm, con thực sự muốn tới đây bái sư học nghệ. Ngươi có nói thế nào thì ta cũng không nhận đệ tử đâu. Còn nữa đừng gọi ta là sư phụ. Sư phụ con sẽ chứng minh cho người thấy. Lần này con đến muốn thông báo cho người tí con ra ngoài thuê phòng trọ. Sau này con sẽ ở lại đây để giúp đỡ người. Cái người này, không cần để ý tới hắn. Tôm ca ca nói món ăn vặt giống như xiên chiên. Là đồ ăn gì? Là món ăn tên là bắp rang bơ. 10 đồng một bát, có muốn ăn thử không? Cho ta hài suất. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem. Các bạn có thể tạo động lực cho kênh bằng cách đăng ký, theo dõi, thả tim và kể lượt xem tại YouTube, TikTok, Tinavisa TV.